Nè chú em à, đuổi giùm con mũi giùm cho tôi đi. Ai vậy? Ai hả? Ông ở đâu vậy? Ở trên này nè. Ông làm gì trên đó vậy? Thiên tầm thần công, bộ ngươi chưa thấy qua hay sao? Đừng có hỏi nhiều, làm ơn đuổi giùm con mũi cho ta đi. Cao như vậy làm sao mà đuổi hả? Đợi một chút nha hả? Coi đây. Con này hả? Đúng đó, nữa đó. Được. Cảm ơn nha. Sư phụ, yêu tinh cách đây 20 dặm, có thể hành động được chưa? Đừng có hấp tấp, thám tiếp. Đừng manh động, chúng tôi dò la. Dân. Bác là yêu quái nữa hả? Vậy thì nhất định là tiên rồi. Cuối cùng tôi cũng tìm được rồi. Bái kiến sư phụ. Nè nè nè, anh đây hả? Anh là sư phụ của anh. Sư phụ, ba ông cách con yêu 10 dặm, hành động được chưa sư phụ? Chưa. Tiếp tục dò la, dân. Sư phụ à, tôi rất muốn học phép, hãy nhận tôi làm đệ tử đi. Anh nên đi mau, nếu mà coi quái tới sẽ không kịp đâu. Sư phụ, coi quái đã gần chúng ta, hành động được chưa? Sao không mau thả ta xuống? Dân. Sư phụ à, không tháo được, giờ tính sao đây? Không tháo được hả? Người đi chết đi. Dân coi đi chết. Nè nè nè, coi đi chết đây. Tôi đã dặn anh rồi, đừng manh động mà. Chết rồi. Nè, anh làm gì vậy? Hãy mau thả tôi xuống đi. Nếu không, cài chúng ta sẽ tiêu đó. Được. Tôi thả ông xuống, ông chịu nhận tôi làm đệ tử không? Cái thằng nhóc chết tiệt này dám nguy hiếp ta vào lúc này hả? Thôi được. Cảm ơn sư phụ. Nè nè nè, ngươi làm gì vậy? Chết rồi. Sư phụ. Sư phụ không sao chứ? Được rồi, đừng đánh nữa. Sư phụ giỏi đến nỗi bắt được yêu quái nữa hả? Chuyện nhỏ thôi, chỉ làm con gián thôi mà. Đi thôi, nhanh lên. Sao trời mau tối quá vậy? Chạy mau. Nhanh lên nào, nhanh lên. Sư phụ đang thở hả? Đúng. Sao sư phụ chỉ nói là con gián thôi? Đúng là gián, không tin mở cửa cho anh coi nè. Trời ơi, con gián này lớn quá. Đóng cửa lại. Sư phụ, tỉnh lại, tỉnh lại. Tỉnh rồi, còn đánh nữa sao? Người dám chơi ta hả? Ta thu. Còn chưa chết nữa hả? Ta hút. Sư phụ không sao chứ? Ta không sao, lấy pháp khí cho ta. Không phải thứ này. Lên. Lên. Lên nào.
Sư phụ có tài. Ta cũng không biết tại sao nữa. Trời, ta biến. Tôi đã nói rồi, gã yêu quái phải thông minh một tí. Lúc nãy sư phụ nói, ta không nói gì hết. Cầm lấy, hãy đến học viện thần tiên chờ ta. Vậy cứ nói là Khâu Thứ Nam giới thiệu là được rồi. Cảm ơn sư phụ. Đi nào. Thỏ trắng. Chút xíu nữa ta dặm chúng ngươi rồi. Sao thơm quá vậy? Lên bạn, học viện thần tiên đi hướng nào? Làm sao tôi dám được chứ? Vậy tôi không khách sáo đâu. Wow, ngon quá, thơm quá. Nó bằng gì vậy? Hả? Chuột chết. Cứu tôi với. Yêu quái, ma. Kim thân, tại sao lại có kim thân? Ma, anh đừng sợ, tôi đã đuổi con ma đó đi rồi. Cảm ơn cô nương, đừng có xáo, chỗ này rất nguy hiểm đó. Anh ấy mau rời khỏi chỗ này đi. Nè, cô nương à, thật ra tôi muốn học phép thuật. Cô có biết học diễn thần tiên đâu không? Thiên ngoại thiên, động trong động, sơn trong sơn. Tôi là đâu? Phía sau ngọn núi này. À vậy? Là tiên. Học diễn thần tiên, mình phát tài rồi. Sư huynh à, hôm nay chúng ta chơi trò gì nào? Hôm qua chơi giết khỉ, con khỉ chơi chết rồi cũng không vui. Hôm nay ta chơi gì nào? Hôm nay chúng ta chơi cương thi. Hay lắm. Cắt đi. Là cái gì chứ? Chỉ có mấy giọt máu thôi mà. Sư huynh à, bây giờ tính sao? Bây giờ mình chơi trò câu cá. Câu cá hả? Bà sẽ là người câu cá. Để là cần câu, còn để này là mồi câu. Sao lại là để? Năm con cá lớn quá. Cầm lấy, kéo đi nào, kéo đi. Sư huynh à, có động tĩnh rồi. Còn không mau kéo nữa. Hết rồi hả? Chỉ có một con thôi sao? Sao để ra sớm quá vậy? Người ta sợ mà. Đừng mà. Sư huynh à, lại có động rồi. Làm gì mà gấp vậy? Lát nữa hỏi kéo. Làm gì mà la lớn dữ vậy? Trong đó có bao nhiêu con? Nhiều lắm. Kéo đi. Để kéo không nổi. Kéo mạnh lên. Thu hoạch khá lắm, tuyệt vời. Sư huynh à, hay là mình chặt chân của họ coi họ có nhảy được hay không? Được không hả? Chặt cái đầu của đệ. Không, ta đốn họ đi. Hay là cho họ đụng đầu đi. Hay lắm. Mạnh lên nào, mạnh lên. Tuyệt vời. Mạnh lên nào, sao ban lại ăn hiếp người ta? Nè cô à, họ không phải là người, họ là cương thi đó. Cương thi cũng là người đẻ ra.
Chẳng lẽ cô biết đẻ sao? Cô đẻ thử cho tôi coi đi. Nè nè nè, đừng đi, đừng đi. Khó khăn lắm tôi mới kéo họ ra được. Vậy mà cô thả họ vào. Anh em đâu, hiếp cô ta. Kéo búa bào, ta đánh. Kéo búa bào, ta đánh. Nè, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa mà. Ta đánh, ta đánh. Chẳng lẽ bọn chúng tìm được người giúp đỡ rồi sao? Sao nhanh vậy? Xưng hết rồi. Mình đi thôi. Đi hết cả rồi. Tốt lắm. Mình sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra. Còn hắn ta là sao? Khuya vậy còn có người lưỡng công nữa sao? Anh chàng này thư sinh như vậy, dường như không giống họ. Tại sao hôm nay mình gặp toàn là những cô gái kỳ quặc? Cô lưỡng công hả? Đúng vậy. Anh tìm nhà hả? Đúng vậy. Chán sống rồi, chê tôi hả? Bóp. Có chuyện sau lưng. Một cái tay. Chết rồi, cánh tay của tôi. Sư huynh à, thì ra là các người. Đứng im. Các người dám giỡn với tôi hả? Biến. Không được rồi sư huynh. Ta đi thôi, bọn chúng đông quá. Hai đứa chết thì tụi bay, bao giờ đây nào, nhanh lên. Vào đây, dân dân dân. Sư huynh à, ta đi thôi. Thằng chết tiệt, mày làm hư chuyện của tao. Mày giỏi lắm. Sư huynh à, để đâu có muốn. Người đâu cả rồi? Cái chuông.